Hello, xin chào mừng tất cả các anh em đã quay trở lại với video tiếp theo của mình ngày hôm nay. Ngày hôm qua là ngày 22 tháng 6 thì Minecraft Dungeons đã cập nhật một số tính năng mới cũng như là fix một số lỗi. Trong đó có lỗi điển hình là họ đã cập nhật thêm là khi mà anh em mà thoát game á thì cái file save game của anh em không tự lưu thì họ đã cập nhật, và cũng như là đồng nghĩa với việc đó họ đã thay đổi cái đường dẫn của cái file save game của anh em. Thì cái việc này khi mà anh em đã cập nhật xong thì file save game của anh em là mất hết dữ liệu, hoàn toàn mất hết và không còn gì hết. Nhiều anh em đã mất hết sạch thông tin luôn. Hôm nay thì mình sẽ chỉ cho anh em một số cách khắc phục và cũng như là lưu ý đối với những lần cập nhật tiếp theo và cũng như là cái file save game của anh em. Và cái thứ hai là trong bản cập nhật mới này thì họ đã cập nhật thêm một số cái, giống như là khi mà anh em đã mua bản Hero Edition thì anh em sẽ có thú cưng và cũng như áo choàng, thì mình sẽ nói ở cuối video nhé. Trong video này mình sẽ tập trung nói về cái việc mà họ đã thay đổi đường dẫn lưu file save game. Ok, anh em cùng đón xem video của mình nhé. Ok anh em, chiều ngày hôm qua mình khi mà mình mở game lên á, thì nó bắt mình cập nhật hơn 1GB nữa. Và sau khi mà mình cập nhật xong á, thì toàn bộ dữ liệu game của mình đã bị mất. Và tại sao bị mất? Thì nguyên nhân nó nằm ở đây. Nó nằm ở việc là Mojang họ đã đổi cái file và cũng như là cái nguồn lưu game ở một cái mục khác. Cái mục khác như thế nào á, thì cái link của nó ở đây này. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn anh em truy cập một cái link. Cái thứ nhất là anh em vô ổ C này, user này, island quen là cái tên của anh em. Sau đó thì anh em vô mục save game này, đó, Mojang Studio. Cái mục game của anh em sẽ được đổi qua đây nha anh em nhé. Cái đó là cái nguyên nhân. Nếu anh em nào chơi game từ ngày hôm qua đến bây giờ á, khi mà anh em đã cập nhật game xong á, thì toàn bộ dữ liệu của anh em sẽ bị mất trắng. Và cái để tránh cái việc mất trắng á, thì sau mỗi lần mình chơi game, ví dụ như là sau khoảng một tuần, mình có hai cách để lưu trữ cái file save game của anh em. Cách thứ nhất đó là cách thủ công. Anh em sau một tuần chơi game chẳng hạn, anh em sẽ copy cái mục này. Sau đó ở đây thì mình có một cái file là file nhân vật này. Đó, theo mình đã tạo ra. Ví dụ như là ở đây là mình 19x đi, 18x rồi. Sau đó mình sẽ copy và mình paste vào đây. Đó, cái đấy là cái việc mình đã lưu trữ thủ công cái file save game của mình, để tránh trường hợp là nó có bị lỗi game hay gì thì mình vẫn còn cái file nhân vật này để mình nhét vô. Cái điều đặc biệt của cái game Mojang này là nó sẽ lưu trữ trực tiếp trong máy tính của mình chứ không có lưu trữ cái Microsoft Cloud. Đó là cái nguyên nhân chính mà làm cho cái file save game của anh em là nó không được an toàn tuyệt đối. Ok, và cái việc thứ hai, cái cách thứ hai anh em có thể là khắc phục, đó chính là anh em giúp mình truy cập vào cái đường link này mình đã để lại dưới phần mô tả. Truy cập vào đường link đó. Truy cập vào đường link này thì anh em sẽ thấy một cái mục là Safely Backup Your File. Anh em giúp mình download về. Ở đây thì mình đã tải về rồi. Ok, sau khi mà tải về thì anh em giúp mình là chạy nó nhá. Sau khi mà tải về anh em giúp mình là chạy cái file này lên. Chạy lên thì anh em giúp mình là đợi một xíu nhá. Đợi một xíu cho nó cài đặt xong thì mình sẽ hướng dẫn tiếp anh em. Ok, nó đã cài đặt xong rồi. Và bây giờ thì nó đang khởi động. Đó, khi mà anh em cài đặt xong, nó sẽ hiển thị lên một cái này. Anh em Get Start. Và đầu tiên thì anh em giúp mình là chọn một cái tài khoản mà anh em muốn đưa tất cả các dữ liệu ở trong ổ C nhá. Anh em giúp mình lưu ý cho mình cái này là ổ C nhá anh em nhá. Sau khi mà đã đăng nhập xong thì ở đây nó sẽ bảo anh em chọn một cái thư mục mà sẽ backup luôn. Ở đây thì đó, đây là tất cả các mục mà có thể chọn. Original quality là 93GB này. High quality. Đó, đấy. Ok, thì sau đó anh em chọn thì next thì nó sẽ tự động update. Đây. Hôm qua thì mình đã sync hết tất cả các mục trong ổ C của mình lên đây. Và khi nào anh em cần backup á, thì anh em vô đây này. Đây nè. Anh em đăng nhập cái tài khoản đó. Và sau đó thì anh em lên Google Drive lấy dữ liệu về để tránh việc bị mất dữ liệu nhé. Cái đấy là hai cách mà mình muốn giới thiệu với anh em để bảo
quản cái thư mục save phim của anh em. Nếu mà có vấn đề gì á, nếu mà có sự cố gì thì anh em có thể lấy cái file đó và chèn vô cái mục này, chèn vô cái mục đây, mình vô lại cho anh em một lần nữa. User là quen này, save phim này, đó rất là dễ, và anh em chèn vào đây thì việc lưu trữ cái file save game của anh em nó sẽ được bảo đảm. Đấy là hai cách mà anh em có thể khắc phục, hoặc là anh em có thể giúp mình vô như thế này. Ở trong này họ có hướng dẫn là a còng home path save game. Đây này, anh em có thể là vô ổ c, xóa hết đi, anh em gõ phần trăm này, home path phần trăm sẽ ok, và nó sẽ đưa cho anh em tới mục này, anh em chọn save game rồi vô. Đó rất dễ. Ngày hôm qua là ngày 22 tháng 6 thì Mojang đã cập nhật một số thứ, ví dụ như là áo choàng thì nó không đơn thuần chỉ là một màu đỏ như trước kia nữa, mà nó đã thêm một số cái hoa văn họa tiết. Và cái thứ hai, nó cập nhật thêm một cái thú cưng mới nữa là có thể gọi là con vẹt, mà không thể đây gọi là baby chicken, nhưng mà anh em có thể nhìn thấy là cái mỏ rất tếu giống mỏ vịt đấy. Thì ok, cảm ơn anh em đã theo dõi video của mình ngày hôm nay. Video của chọn ngắn gọn thôi, nhưng mà mình nghĩ là hôm qua thì đã rất nhiều anh em mất hết dữ liệu file save game. Đây là một cái video để lưu ý anh em và cũng như là hướng dẫn anh em cách bảo quản cái tài khoản của anh em nhé. Ok, bye bye, xin chào tạm biệt anh em, hẹn gặp lại anh em trong những video sắp tới. Nếu thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like, một share và một đăng ký kênh nhé. Bye bye.